em bé đang nằm chơi một mình đó cả nhà. Mẹ đang nằm ở bên đây nè. Đó, em nằm mà nói em chơi chơi nó nằm giỡn một hồi cái bây giờ nằm ngược xuống nằm úp xuống luôn. Mỏi cổ hay gì á. Trời mẹ thương quá cái mẹ là mẹ quay nè. Thấy thương không? Đó xong cái mẹ lại quay xong là em nhìn thấy mẹ cái là em bật ngậy, em bật ngóc đầu dậy liền luôn. Đó. Vậy á chứ mà mẹ đi ra ngoài cái đi chỗ khác cái là khóc liền đó nha cả nhà. Tiếu ơi. Chơi à? Nằm chơi vậy đó hả? Ngoan quá vậy ta. Nằm chơi với mẹ ngoan quá vậy ta. Nó con nằm lại cho mẹ coi coi. Con nằm lại cho mẹ coi coi. Con nằm lại chứ. Nằm sao? Đúng rồi, giỏi quá. Hay quá vậy ta. Ngoan dữ vậy ta. Thương quá, thương. Có thể đây chỉ là sự ngẫu nhiên khi mà bé lúc mà mình Hiền nói thì là bé là làm đúng theo cái động tác như vậy à, cũng không chắc là bé sẽ đã hiểu tiếng Việt chắc đâu nha cả nhà, mà cũng không chừng là bé nhà Hiền đã hiểu tiếng Việt nhỉ à, đó nói chung là rất là vui luôn khi mà con nghe như vậy và con hiểu và con làm theo á cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã cùng với Hiền theo dõi video nha. Hôm nay nhà Hiền nhà mẹ con Hiền tới đây thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.